Alo, Trâm Nguyệt, Đông Minh, xin chào tất cả anh chị em buổi sáng ngày 28. Sáng hôm nay em lên một lô đồ, mong được anh em ủng hộ ha. Anh em nào có nhu cầu, có thiện chí có thiện chí mua những mặt hàng của quân đội Mỹ đã qua sử dụng, tức là quần áo đủ các loại, thì theo dõi video của em ha. Nói đúng ra thì nói chung là đủ các loại nước chứ không phải là Mỹ đâu. Trong này có cả Pháp nữa này, Pháp, Mỹ, Anh, nói chung là em có cái nào em bán cái đấy. Nhưng mà hầu hết em chuyên về của lính Mỹ, hầu hết. Đúng ra là mong ước của em là bán đồ lính Mỹ, nhưng mà không phải khi nào mình kiếm đồ Mỹ mà có đồ Mỹ mà bán đi nhé. Đây là một con áo của Pháp, chất vải kaki, màu của nó là màu xám, xanh xám. Ở đây này là cái mũ có lỗ thông hơi, và cái mũ này là mũ rời, anh em có thể mở rời ra được nhá. Đấy, không xài mũ thì là nó thành cái cổ cổ như dòng M43 của M65 Mỹ, M43 của Mỹ ấy. Ở trong này có một cái dòng chữ này ha, 92C. Đấy là những gì của một con áo của Pháp, em bao chuẩn hàng cấp phát của lính Pháp nha. Còn ở trên tem áo của nó là France. Căn cứ vào đây thì này cũng là nói lên được rồi, không cần phải nói nhiều các em. Nó là một cái áo khoác mùa hè và mùa đông cũng được. Mùa đông là một áo khoác nhẹ, xe nhẹ thôi, còn mùa hè thì trời nắng nóng anh em cũng có thể bận được. Nói tóm lại là con này mùa đông là bận vừa thôi, chứ còn lạnh lắm thì không có đủ nha. Vai 47 năm, vai 47 năm và dài 79 nha em. Vai 47 năm thì con này là tầm 70 kg trở lên là ok rồi. Đấy, màu đều và đẹp ha. Chút nữa em review cái túi này, đều và đẹp, nói chung rất là đều màu. Cái mũ này anh em lưu ý không sử dụng anh em vẫn gỡ ra bỏ ra được nha nhé. Vai 47 thì để em coi số ký này, 45 là 6, 70 kg, 47 là 70, con này là 70, 75 kg. Nếu mà 70 thì nó thoải mái hơn, anh em có cái bụng cho ba lửa thì đừng có lên 75 nhé, 70 là được. 65 đến 70, 60 đến 70 thì ok, đẹp không em? Nếu không có sử dụng mũ thì anh em thấy cái tai cổ của nó như thế này. Còn em sử dụng mũ nữa thì đưa cái mũ lên. Ok, đẹp. 96% chốt giùm em. Con này chỉ có 500 mã 72 nhé. Con này bình thường em mua không có giá 700 luôn. Con này em nhớ là đô 8, 7 không có giá 500 đâu, 7 hoặc 800 đó. Một con áo Pháp này nhé. Nó ở ngay cái cổ tay nó cũng có cái V tay y hệt, cái chữ A y hệt như M65 đó, M65 của Mỹ vậy đó. Thì mấy con coi đó, thứ ba con đừng xếp để nó cho mẹ đừng có quậy chỗ mày bắt bắt đấy, lại chôn mất tờ giấy của tôi rồi. Nghe 28 hả? Quỳ được hai con này, con này mất cái mũ trên này, con này không còn mũ nữa mà là im lặng, người ta làm việc đừng có nội tào lao. Cái mà già giống y hệt con đấy luôn anh em ạ. Xuống nhà chơi với anh đi. Con này là vai 49 nha anh em, vai 49, dài áo là 75, 49, 75 y hệt vậy luôn ha. Nó cũng màu xanh xám xám. Ở ngay đây một túi dây kéo này, ở dưới này một túi. Con này cũng 500 mã 73. Y hệt vậy luôn, không dơ, không lủng rách. Con này có dơ một chút đây này, nó có dơ một chút đây nhé. Ở cái nút của nó là có mấy cái đính sao sao, thì cái dòng này em thấy có mấy nước cũng có cái dòng nút như vậy luôn á. Rồi ở trên trong áo của nó thì có cái tem cổ này,
104M năm 1987. Đấy. Rồi, ai ưng chốt con này thì em nhờ vai này hơi bị đẹp. Vai 49 hơi bị đẹp. À, 49 là khá là đẹp. Rồi, con này 7 đến 80 kg. 70 đến 80 kg. Nó có hai cái túi hai bên này. Và đây là một miếng dán, đây là một miếng dán tem. Còn đây hai cái túi nha. Hai cái túi. Con này size này hơi bị đẹp luôn. Size này là rất phù hợp tất cả anh chị em. Nhưng mà con này loại này không có mũ chứ. Cái loại áo của Pháp loại này không có mũ, dù mà mất cũng không có, không có mũ. Còn cái loại này không có mũ cho nên là ở đây nó lại nó cài vào cái này. Còn cái kia là có mũ thì lại nó có cái chữ A. Rồi. Nói về Pháp thì em cũng không có đào sâu cho lắm, em chỉ biết là phân biệt được, khẳng định được nó là của ai mà thôi. Chứ còn nói đào sâu về Pháp hoặc là Pháp em chỉ biết sâu về những cái dòng mà thành lành Pháp rồi là mấy cái loại nói chung sâu đời đáng sưu tầm thì em mới ấy. Còn cái loại đời chung sau này mấy dòng này thì em cũng ít khi lắm. 500 mã 73. 500 mã 73. Tù. Em có cái mũ của thằng bây giờ ai có cái áo ấy này. Em nhận ra là con này con gì không? Con này là màu của thủy quân lục chiến xanh hải quân. Áo mà em hay bán cho anh em mà dòng kháng lửa, dòng mà đi tuyết, vừa là mùa đông vừa là chống rét, vừa là kháng lửa vừa là đi mưa. À, ở trong này một lớp nỉ sót này, còn nó là một cái áo khoác đây nữa. Và để coi con này là đời bao nhiêu nha. Con này là nếu mà đời là đời 83. Con này đời 83. Anh em nào có mấy cái áo bộ hôm em bán cho anh em rồi là cút con này để về ghép thành một cái mũ, một cái bộ này. Cái mũ của nó thì ở đây là cái dây của nó nữa. Nó sẽ ràng buộc giữa cơ thể mình với tắc. Anh em đổi mũ liền hoặc là anh em làm rời liền với cái áo được, mà rời với cái đồ rời cũng được, tha hồ anh em sử dụng. Mới một kem sờ beng luôn nhá, y hệt như cái con G8. Anh em thấy lấp lánh không? Em bán con này 900.000 mã 70. Ai thích chốt nha. Ở đây là cái đôn để nó ôm cái mũ của mình. Đó. Ôm mấy cái mũ. Ai ưng chốt chùm em. Tiếp một con này là của M51. Ai có một cái áo M51 rồi. Một bữa ai mua một cái áo M51 mà mới kẽn này. Anh Lương, phải không anh Lương? Chốt ngay giùm em cái mũ này, mới kẽn luôn. Tem này, hai tem. Small. Cái con mà mới 14 triệu phải không ta? Anh Lương hình như chốt một con small sock 14, con này small luôn này. Nó vừa ăn khớp với cái size của anh và một con mũ M51. Mũi kem sà beng vừa hợp luôn. Chốt giùm em con này 500.000 mã 71. 500.000 mã 71. M51 nha. Tiếp một cái áo mưa sa mạc. Ai chưa có áo mưa sa mạc chốt con này giùm em này. Mocca hai lớp. Mũi kem sà beng nha, small roller. 60 tới 70 kg và cao 1m7 đến 1m74. Dài áo của nó là 75. Dài áo 75. Mới kem luôn. Con này phải nói mới, anh em dồn cái miếng dán của nó này. Quá đẹp. Nhưng mà bên của tay này thì không gì qua đây, nó có dơ này. Có một chút dơ này. Cái màu này nó rất là ăn đất cho nên là chỉ dính một chút dơ là nhìn thấy ngay. Ở đây cũng bị dơ nữa chứ. Đây, chúc em sẽ review lại nhé. Đây, nó dơ này.
con này mà không dơ em không bán giá này đâu nhé. Bữa nay là có những cái mà bán sale thì là bán sale, có những cái mới hàng mới khui là không có sale được nhé. Ở đây trên này xuống này nó chỉ bị dơ một chút cái bà này anh em mà nhìn dơ đất á, dơ một chút bà này anh em nhìn thấy không? Bên này ok, nói chung con này mới lắm, nhưng mà thằng này nó vừa bệnh xong là nó bỏ. Bên này cũng vậy, bên này anh em dòm này, một góc đây nhá, một góc đây này, góc đây nữa, trên này nữa, nói chung là cái này là dơ đất thôi, dơ đất không ăn nhầm gì hết. 60-70kg và cao 1m7-1m74. Ai vừa chốt con này thì em giá rẻ nha. Ông mưa báo cáo anh em là một con mưa này, đây là khui hàng để bán chứ còn mà không bình thường. Anh em đừng có mong chờ là sẽ mua được cái giá này nhé. Em nói thiệt em không dám tự hào, nhưng mà chắc chắn là giống như mình bán rẻ sẽ có người bán rẻ hơn nữa. Quan trọng là hàng gì hay là gì thôi. Nhưng mà trên đời này cũng vậy, mình giỏi sẽ có người giỏi hơn, và em này đẹp sẽ có em khác đẹp hơn. Trên đời không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi là người bán rẻ nhất thế giới, không có, không bao giờ có cái vụ đó. Rồi 650 mã 83, cho nên em là người lấy hàng thì em dám, em cảm giác em tự tin để nói rằng là với cái giá áo này, áo mưa giá này là rẻ lắm luôn. Em nói như vậy á, còn ai cảm nhận như thế nào thì tùy, chứ em cũng không dám nói rằng là áo mưa là trên thế giới này em bán là rẻ nhất, không có, cái đó không dám nói, không dám nói luôn. Cái một con này 100 cô tông nha em, rần ri 100 cô tông cực mát. 100 cô tông là nó nhích từ cái thằng rần ri nhảy qua là 100 cô tông, và 100 cô tông bắt đầu nhảy lên cái thằng biệt kích 8X. Rồi vai của nó là 52, dài 79. Nói đúng ra mà chơi 100 cô tông là mấy anh phải xanh điều mới dám sử dụng 100 cô tông á. Lát rau lơ mới kít này. Nói chung con này là chuẩn hàng cấp phát nhưng mà nó mới kít nha, mới kẹt, mới ken sờ ben á. Nhưng mà chỗ này nó cũng có bị dính một cái gì trắng trắng ha anh em ơi. Anh em nhìn thấy không? Trắng trắng này nha. Đó, có một cái dính cái bột gì á. Em bán con này 500 mã 82. Mã 82. Bên này thì chỉ có bị một chút đằng trước thôi. Trời đang đổ mưa anh em ơi. Nói mới kít chứ anh em thấy cái vết in lúc này có cái độ bong bóng nha. Cái nút chỗ này bắt đầu bong bóng rồi đó. Nói mới kít chứ con này em cho lại 96%, 96% nhé. Bệnh thì bao mát, nếu anh em mà thích sử dụng con này bao mát. Chốt cho em mã 82. 82. Có con này hơi độc lạ một chút. Cái form thể thao mà chất vải caro của thằng Moticam. Ở trên này còn có một cái nơ của Hoa Kỳ. Cái nơ của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong này thì trong cái cổ áo thì chả có một cái tem gì hết. Áo này vải thì vải rần ri của lính Mỹ, nhưng mà nó không có một cái tem nào hết. Thì giờ ta cho vào hàng gì đây, hàng gì chưa biết. Em đo vai cái đó, vai của nó là 48 anh em. Có anh em có ai chưa biết vai bao nhiêu, vai gì chưa ta? Ai mà mua đồ mà chưa biết số đo, chưa biết bao nhiêu ký, chưa biết mình như thế nào để mua thì nhắn tin em tư vấn cho rồi hãng mua nha. Đừng có mua quà về không vừa đâu. Chơi là phải chắc, về là phải bận được. Chờ đồ á, chờ đồ như mà mẹ chờ con, về là phải bận vừa.
chứ đừng có về thử vừa không vừa rồi ta mua con khác không được đâu. Anh em mà cô làm được em cũng không có làm được. Đẹp 97%. Chất vải này rất là mềm nhé, vải cà rô rất là mềm. Nói tóm lại là con này em bán cho em không biết của ai vì không có cái giấy tờ, không có một cái bằng chứng gì trên này hết. 70 đến 80 kg, nó là form một con áo khoác rất là đẹp. Nhưng mà khóa này là khóa của quân đội này. Khóa này không phải khóa ở thời trang hoặc là ba cái đồ hàng tào lao có thể có đâu. Nhưng mà con này vẫn là một cái áo khoác nhẹ rất là đẹp. Trẻ trung nghe nghe. Rất là trẻ trung. Đấy, hai cái túi xọt vào đâu mà không phải thường đâu nha. Chốt chùm em 900.000 mã 81, 70 đến 80 kg. Chiều dài anh em tự lượng sức mình nha. Chiều dài thì áo này là dạng áo khoác bó. Thì anh em bật ngắn chứ không có bật dài đâu. Dài áo 70 thì cao 1m7. Cao 1m7 là ok, đẹp nhất. Tiếp tục một cái quần rần ri. Chất vải caro nha nhé. 6 cái hộp của bà mông hàng chuẩn cấp phát nha. Bụng của nó là 88-90. Căng hết cỡ là 90 mà. Tức là em nói như vậy này. Tại sao em nói 88-90? Khi anh em ăn đói bụng là anh em bật 88 nó tụng như thế này này. Anh em ăn no thì nó căng ra như vậy là 90 này. Cho nên cái bụng của anh em nếu như mà bụng chuẩn 90 thì anh em ăn căng nữa là nó nứt. Cho nên mình bận từ 88 đến 90 là đẹp nha. Còn mà anh em quất bụng 90 rồi mà còn quất con này nữa là anh em phải xịt cái nút ra mới được ạ. Dài quần là 100. Đấy. Dây chạp còn này. Anh em dòm giùm em chỗ này nhé. Một chấm dơ, hai chấm này. Cái chấm nhỏ xíu xíu thôi. Một chấm nhỏ ti ti thôi. Quần này đều màu. Nói chung con này là tương đối được chứ không có đồ mới cao lắm nha. Con này chỉ tầm 93-95% thôi. Có vết in nút một chút nhẹ. Bên này thì đều đẹp. Ok. Chốt cho em con này 500.000 mã 80. 500.000 mã 80 anh em thông cảm nha. Em bán đồ này vì số lượng nhiều cho nên em không bao giờ ủi là như người ta. Chỉ có một vài cái mà ủi rồi là rồi là treo rồi là. Có nghĩa là người ta chăm bón, người ta tút cho nó đẹp. Khi like như vậy anh em nhìn thấy nó mới và nó đẹp. Nhưng mà em mà làm kiểu đó thì em không làm được. Số lượng nó em không có thời gian để làm. Bán cho nó nhanh. Còn chuyện làm đẹp là chuyện dành cho anh em tút cái con của mình. Tiếp một con này quá là đẹp luôn. Con này là phải nói đẹp. Cái bụng của nó là 76 à. Cũng có 76. Anh em 78 là về dịch chùm em cái nút này qua đây nha. Đơm một hàng nút này qua đây nó xịt được 2 phân là được 78. 78 là thuộc về sự mong. Dài là 94. Dài quần 94. Vải kaki 6 túi hộp sa mạc 7 màu. Mới ken sa bêm. Dây chà còn con này rất là mới nha anh em. Mới lắm luôn. Không tì vết. Không tì vết. Con này 98%. 500.000 mã 79. Tiếp một con thủy tinh vàng. Con này của hãng Copper. Size L Reller. Lắp Reller. 6 túi hộp có bò mông nha anh em. Cái bụng của nó là 98. Bụng là 98. Dài quần 108. Bụng 98, dài 108. Mới ken sà bem luôn. 6 túi hộp của bò mông. Chất vải caro anh em lưu ý giùm em nha. Quần này là của bắn tỉa chứ không phải những cái quần bộ binh khác. Bắn tỉa nó có hai loại. Một loại có cái bọc gối ở đây này.
tức là nó có một cái hình mà lũng lũng một lỗ, nó sẽ có cái mỏ bọc nhựa. Và loại thứ hai là có cái bọc ở đây lên, quần này thì cái bọc ở dưới, nó mổ ở dưới và cái bã ở trong thì nó mất, cái lót không mất đấy. À em ha, nó có cái bọc ở đây, khi vào đây nhét vào đây này thì mất rồi. Mà hầu hết mấy không, nó không có mới kem. Con này anh em có thể đôn về tùy anh em muốn được, đôn giùm em tầm 490 44 nha. Đôn bằng chỉ bằng cái dây này thôi này. Anh em đôn bằng cái dây này thôi. Rút lại nha, mới kem. Giá này em lại bán bằng giá của mấy cái bộ binh thủy quân vàng. Chứ quần bắn tỉa này nó còn mắc hơn nha. Quần bắn tỉa này báo cáo anh em, cái quần mà có cái bọc nhựa ở đây á, 1,5 triệu đến 1,7 triệu. Còn không có bọc, 1,1 triệu, 1,2 triệu. Con này bán thì em có 500 nghìn. Mã 78 vì nó to. Cái một con M51 Canada, áo túi chéo, vải hạt cát, M51 Canada nha. Con Canada này thì dây khóa này, cái đầu vào đầu ra ngon lành anh đào nha. Canada này hàng xưa, tem trắng nha em. Vải này thì dày, nói chung bận mùa nào cũng được. Đúng ra là mùa đông còn có cả cái lót ở trong nữa nha. Anh em nào bữa nào có cái lót mờ, lót của Canada nó giống như của thằng M số 5 á, mua về cài vào con này là anh em sử dụng như áo M số 5 luôn. Vai của nó là 53, dài áo là 84, 53 và 84. Túi chéo này, áo còn khá là đẹp, cái đường ven này vẫn còn mới kem, chưa có bị mất một cái men gì hết. Mà em bán con này giá 900, mã 77. Con này mà có cả ruột, cả ruột đầy đủ là con này cả 1,5 triệu đó. Con này còn đều luôn, đều rung rắc nha nhé. Nói đúng ra con này là cũng là màu xanh ô liu, màu xanh ô liu nha nhé. Nhưng mà con này lại có những cái chất liệu của cái vải của nó là những cái hạt cát. Trời ơi, con xuống ngoài ba đi, xuống kêu ba đi. Sợ cái gì? Nó sẽ mày giặt nó luôn. Đi xuống ngoài ba, xuống ngoài nọ. Sợ ba đợi con. Kêu ba lên chị Hoàng lấy thuốc cho con uống đi. Sợ ba đợi. Ấy cái thằng sợ vô lý vậy trời. Cái này mấy cái hạt cát của nó, cho nên nó tạo thêm những cái đường đúng đúng. Chứ đúng ra của nó là màu ô liu nha em. Đúng ra là màu ô liu nha. Rồi, em đo vai chiều dài nha. Độ mới của con này là 96% trở lên. Vai 53 tức là con này nhảy qua size medium. Mẹ anh thả mô. Nó vừa đi xuống đi ra đó. Rồi, 7-80kg. Con này có dây rút giữa eo này. À, có dây rút giữa eo này, 70-80kg nha anh em. Đó, đẹp không? Rồi, ai ưng chốt con này dùm em này. Giá 900.000 mã 77 nha anh em. 900.000 mã 77 ạ. Wow, em đợt này có một con này đẹp chưa? Con này là mê ly lầm lờ luôn. Con này lâu lắm rồi giờ không thấy nha. Của hãng Rocco, size M, made in China. Của hãng Rocco thì anh em, của hãng sản xuất cho lính China, anh em yên tâm chốt nha. Của thủy quân lục chiến xanh. Nói về con Bắc mà tìm ra một con này cực kỳ hiếm. Con này này. Và đang còn thêm nữa là cái lót của nó màu ô liu, càng hiếm hơn. Càng hiếm hơn nha. Con này bình thường em bán là cả 1,5 triệu. Này bán này em 900.000 luôn. Đẹp, size M60-65kg. Anh em mà thích bẩn thoải mái, còn bẩn body là nó lên được 70 á. Con này chiều dài là 69-70.
có 102 em. Nhanh tay chút nha. Bề ngang là 56, em lùm em bận vào chút nhé. Lâu lâu phải nói là phải điều một chút chứ không có là mất. Bán đi một cái là mất rồi là không còn gì nữa. Em nói 60-65 anh em bận thoải mái nha anh em. Vì em 55kg em bận. Anh em thấy sao? 55kg em bận như vậy cũng được, nhưng mà em lại thích bận như vậy hơn. Còn anh em mà bận á thì bận mà body á 7-80kg đó. Nhưng mà anh em tùy anh em. Anh em cảm thấy tự tin khi bận body thì anh em quýt. Còn mà anh em mà có cái bụng chà bá thì anh em bận rộng như vậy cho em. Đừng có quýt body là tự dưng là làm hư mắt người nhìn, chứ không phải là hư mắt mình. Người ta nhìn thấy lòi cái bụng ra chà bá nhìn nó sâu quá, cho nên người nhìn người ta khó chịu. Mình bận cho mình và cho người ta nữa. Rồi chốt cho em 900 ngàn nhé. Mã 76. Được có một con duy nhất. Một con duy nhất. Con này còn độc hơn nữa này. Hơn là thuốc độc nữa rồi. Một con công bắc. Con này độc hơn thuốc độc luôn. Công bắc dây kéo cổ của 511 à. Con này là của hãng của 511, của cảnh sát chứ. Con này là của cảnh sát chứ. Con này lại mất, nó chỉ có cái đờ ở đây này. Có cái đờ ở đây nhưng mà cái tem nó mất tiêu rồi. Chất vải của nó là chất vải lạnh, thun lạnh anh em. Thun lạnh. Ở bên này là bằng vải caro. Chất vải caro rất là mềm mại. Màu ô liu nha, vải caro này. Anh em nhìn thấy được không? Vải caro nhuần nhuyễn và nhỏ luôn. Đó, con bắt dây kéo cổ nha. Đẹp mươi keo. Mươi kít keo luôn. Nhưng mà lại to. Ai mà quất được vừa con này mắt. Màu ô liu nha. Cái chất liệu của nó chất vải thun lạnh. Cho nên là cái này dán nó không có ăn anh em. Dán nó không có ăn. Nó dán ngoài này thôi. Nó không có ăn vải ấy. Đáng lẽ con này là em phải bán là 1,1 triệu hoặc 1 triệu đây, nhưng mà nó to. Con này là phải tương đương size XL. 80-90kg trở lên là bận, 80 là bận thoải mái và 90kg trở lên là bận. Dài là 85. Mới kem. Đụng cái áo nó lạnh lạnh làm sao á. Bề ngang là 65. 65 là nó tương đương với lại size XL này. Đấy, em nói anh em này, nếu anh em có cái bụng to, đây thì tem của nó đây. Tem của nó đây. Nó chỉ có cái tem này này. Em thấy có cái tem này ở dưới line thôi này. Paris à. Ở đây là có cái chữ này Paris à anh em. Nó chỉ có cái tem. Em bảo đảm anh em con này rất là chất. Đây có một cái dàn tem nữa này. Toàn là tiếng Anh không. Ở trong này là TGZ. Toàn là tiếng Anh không nhá. Tiếng Anh không nha anh em. Nói chung là đưa tiếng Anh cho em kiểu như cóc mù mắt thôi. Không có đọc được đâu. Rồi. Màu thì đẹp. Em nói thiệt, màu ở ngoài xanh ô liu đẹp. Không hiểu tại sao mà cái thằng này lại nó gặp cái điện thoại là tự dưng nó sụm cái mặt xuống. Chứ ở ngoài nó tươi lắm. Ngoài này này. Nó xanh mà xanh đe xanh ô liu mà nó tươi. Còn ở trong kia sao nó lục lục xuống ta. Cái này thì là đúng là màu của nó này. Còn màu này nó đậm đậm xuống một chút. Ở ngoài màu này đẹp hơn màu kia luôn á. Bán anh em 900 ngàn. 900 ngàn bán giá thường nhá. 900 ngàn mã 74. Con bắc nha anh em. Con này vừa là dây kéo cổ là nó đã mắc hơn cái cổ tròn nữa. Nhưng mà con này nếu mà anh em mà nhỏ thì anh em sửa lại, bóp sửa lại, cắt ngắn
chiều dài nếu ưng là mình cắt ngắn, hớt ngắn đi, lên một line. Nhưng một thun này rất là đỉnh luôn, nó mắt rưỡi luôn, đẹp thiệt á. Rồi chốt giùm em đi nhé. Ở bên này thì có cái túi này yệt với con bắp bắn tỉa. Ở bên này có cái mũi tên. Rồi lên một con này duy nhất nữa là hết. Con này sợ độc người ta, toàn hàng độc không nha. Ở trong như thế này này, ở trong là nó hai da. Con này là trâu bò, ngoài như giòn này như một cái bạt cơ mát nha. Ở trong thì là một cái lớp lông nỉ này, hai lớp này. À, nếu như không thích cái này mùa đông á, cái này này không thích, cắt cái lớp này bỏ đi, anh em bẩn cái này vào mùa hè. Nhưng mà con này phải nói là độc nhất vô nhị rồi đấy. Con này giống như cái dạng trâu bò. Ôi, anh em dòm này, một cái miếng da của nó là một cái miếng da nó cắt như vậy á, hai cái thanh đồng này. Em thử coi cái này là đồng gì. Mấy cái cục nắm châm của em đâu rồi nó. Hai cái thanh đồng vòng khe đi. Đồng này là đồng nguyên khối chứ làm gì có đồng ấy nhá ai. Cái này là gọi là dây rút. Còn anh em không thích nữa thì anh em cắt cái này ra, cắt cái da này ra bỏ. Nguyên cái mạc cổ mà không có tên gì hết. Nhưng mà cái dòng này là dòng xưa lắm rồi nha em. Cái cổ này, dòng này là xưa lắm, nhìn vậy nó không biết là cái áo hay là cái gì nha. Em đo chiều dài nhé. Dài con áo là 68. Trời ơi, nhìn nguyên một cái miếng bạc nó may lên á. Như một cái... con này giống cái con áo ghi-lê mà của lính chuyên nhảy dù á. Rồi nó cắt này anh em coi, lính nhảy chơi này. Cắt nguyên miếng bạc may lên như vậy luôn, không có mất sổ gì hết. Đây cái miếng của nó đây, cái lớp này đốc lên như vậy được này. Cái bạt này là phải nói là cái bạt dòng mà giống cái áo của mấy cái thằng cứu hỏa. Cái bạt cái mát ngoài này, bật vào cái coi thì nó giống cái gì. Đây wow, cho anh em dòm nè. Anh em thấy mấy cái mộc chưa? Chờ em chút, em sẽ cho anh em nhìn cái tem. Cái này là của lính nhảy dù. Trời ơi, độc. Cái này gọi là độc nhất vô nhị nha anh em. Chưa biết xài luôn á. Cái này cài xong. Em không biết xài luôn á. Không biết sử dụng luôn á. Này còn qua đây một hàng nút nữa, chắc chắn là nó sẽ có một cái áo nào nữa đây. Đó. Em bận làm áo đi lê như vậy thôi ha. Nút này, túi này, trời ơi nhìn cái chất vải của nó là biết là xưa và đỉnh lắm rồi. Để em cho em dọn bọc cái này thế nào. Cái bạc của nó là phê lắm rồi đây. Đây may mà mới lên mà thấy cái chỗ này chứ. 15 con này đời 83, đời 83 này anh em này. Con đời mà đời tem in luôn nha anh em, nhìn thấy không ạ? Đời tem in này đâu rồi? Đây, đời 83 này. Em nhìn thấy không? Từ trong em nhìn thấy không em? Quả thấy luôn chứ phải không ạ? Đời 83 15 này. Con này chất lắm rồi đó. Nguyên cái miếng da này không hiểu sao nó bẩn kiểu gì ấy. Mấy cái khuy này, mấy cái móc này. Đây cái dây chạc à, cái dây này nó bắn qua đây hả, dây này nó ngoắc lên đây này, à nó cột lên đây em ơi,
dây này là nó cột qua cái phần cổ bên này, này trên cổ vai này này, hồi nãy mình không biết cột ở đâu hết, còn cái dây này thì cột qua đây à, còn ở đây là nút bấm, biết nút bấm này làm cái giống gì nữa đó. Tóm lại lần đầu tiên làm chuyện ấy, không biết. Đây, cái dây này là nó bắn lên đây. Đó. Hai cái nữa này. Lộn xộn. Cái dây này là buộc lên đây này, này. Buộc lên đây. Cô ba lấy thuốc chưa? Rồi con này là 70-80kg bẩn vừa nhé. Còn cái dây này qua đây này, 70-80kg là bẩn vừa. Cái này gọi là hàng sưu tầm á. Một cái dây này lên đây mà em nhát buộc quá. Đằng sau là cái này là đôn. Rồi chốt cho em con này giá là 1.400.000 mã 75. Mới và đẹp đi nhé. Nói chung cái lớp này vì anh em không thích, anh em cắt cái này ra bỏ cũng được. Còn anh em mà thích bẩn vào mùa đông thì để vậy. Con này đúng rồi, không đúng hàng luôn. Của cái bọn nhảy dù phải nói nhiều cái mình cũng mơ phải. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em đã bỏ công theo dõi video của em ha. Hẹn anh chị em trưa nay vào lúc 11 giờ mình lại giao lưu tiếp. Em chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng để thành công trong công việc ha. Bye. Cái bọn nhóc